Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái bài so sánh giữa chiếc OnePlus 12 và Realme GT 5 Pro. Ok, hãy cùng mình bắt đầu luôn nhé. Trước khi bắt đầu thì anh em nhớ nhá, follow cái Facebook của mình là Hải Đình Văn này. Trên này thì mình sẽ chia sẻ rất nhiều thứ về smartphone cũng như phụ kiện điện thoại, và thông tin của nó sẽ nhanh hơn một chút so với cả YouTube và TikTok nha. Đây, ví dụ như test game xong ấy thì mình sẽ post lên luôn cho anh em kết quả. Còn video thì phải ra tầm sau đấy khoảng tầm nửa ngày cơ. Ngoài ra anh em còn thắc mắc gì cứ comment nhá, mình sẽ trả lời, ok chưa? Và thứ hai, hiện tại thì mình bán hàng trên cả Shopee nữa. Cái shop của mình sẽ tên là Mobile City Media Store. Anh em mua phụ kiện gì thì ủng hộ nhá, bao rẻ nhất Việt Nam luôn. Ngoài ra thì mình sẽ bán cả điện thoại nữa, mặc định các bạn sẽ được bảo hành vàng 12 tháng tại Mobile City, ok chưa? Link shop mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Quay trở lại với OnePlus 12 và Realme GT 5 Pro, cả hai chiếc máy mình thấy thiết kế đều rất đặc trưng nha. Cụm camera tròn siêu to này, các ống kính cũng khá là giống nhau. Mình thấy chiếc GT 5 Pro camera nó sẽ bị lồi hơn các bạn nha. Đây, khi mà các bạn đặt trên mặt bàn đi, em OnePlus này có cặp kênh nhưng mà không quá nhiều, em này thì kênh hẳn màn hình này luôn. Đấy các bạn này, thấy chưa? Tiêu chuẩn kháng nước của chiếc OnePlus 12 thì cũng sẽ cao cấp hơn một chút. Cả hai đều sẽ là khung viền kim loại này, rất bóng bẩy cao cấp đúng không nào? Em OnePlus thì sẽ là mặt lưng kính, kính này thì không bám môi vân tay nhá, sờ rất là sướng, nó kiểu như giả đá vậy. Còn chiếc Realme sẽ là mặt lưng giả da, cũng không bám môi vân tay. Nói chung thiết kế hai máy thì mình thấy đều rất là ok trong tầm giá rồi, quan trọng là sở thích các bạn ra sao mà thôi. Độ thoải mái khi cầm cũng là như nhau, có trang thì chiếc Realme nó sẽ bé hơn một chút nhưng mà không nhiều. Chúng ta sẽ chuyển sang phần màn hình đi. Trước khi nói về thông số cấu hình thì các bạn quan sát nhá, cái phần cằm màn hình của chiếc Realme đang mỏng hơn khá là nhiều luôn, đúng không? Cả hai đều là màn hình cong. Đây, phần trán này, phần cằm này, Realme đều sẽ vượt trội hơn khá nhiều các bạn nhá, nhìn sexy hơn đúng không? Nhưng về mặt con số ấy, thì chiếc OnePlus đang nhỉnh hơn về độ phân giải này, cộng với cả độ sáng tối đa. Bây giờ thì mình sẽ bật một đoạn video cho các bạn xem luôn nha. Chất lượng màn hình của hai máy đều rất tốt trong tầm giá, tương phản, nổi khối, cả hai đều rất xuất sắc, xem phim giải trí tuyệt vời. Có chăng thì mình cảm giác là cái màn hình của chiếc OnePlus nó sẽ bị nhiều màu đen hơn một chút các bạn nhá, cái giải black ấy nó sẽ cao hơn, nhưng mà thực sự hai máy sẽ không chênh nhiều này, đều giải trí rất là tuyệt vời luôn. Và nhiều anh em sẽ hỏi tốc độ cảm ứng của hai máy ra sao thì ok, Realme nhá, mặc định các bạn sẽ chỉ có là 125Hz, nhưng mà khi vào game ấy sẽ kích được lên là 333Hz, còn với chiếc OnePlus thì sao? Mặc định cũng vậy luôn, 125, và khi mà vào trong game ấy, mình cũng sẽ chỉ có 125Hz mà thôi. Hả? Có vẻ như em OnePlus thì lại không quá thiên về khoản gaming các bạn nhé. Tất nhiên, cả hai chiếc máy thì đều sẽ có hai loa stereo. Đầu tiên sẽ là chiếc OnePlus này. Âm thanh rất chất lượng luôn. Đây sẽ là chiếc Realme. Mình thấy chất lượng hai máy là như nhau, có chăng thì về mặt âm lượng OnePlus nhỉnh hơn một chút mà thôi. Tiếp theo sẽ là về mặt cấu hình. Cả hai chiếc máy đều sử dụng con chip là Snapdragon 8 Gen 3. Kết quả chấm ra thì chiếc OnePlus đang điểm cao hơn các bạn nhé. Đây, nhất là khoản GPU này. Tuy nhiên khi chơi game thực tế, nó sẽ ngược lại các bạn nhé. Với chiếc OnePlus quẩy Genshin Marketing chẳng hạn, nó sẽ hơi bị giật nha. Tại vì em này bị bóp khá là mạnh tay. Trung bình các bạn sẽ chỉ được khoảng tầm 5-6 FPS thôi. Trong khi với chiếc Realme GT 5 Pro ấy, quẩy sẽ ngon hơn rất là nhiều luôn, không bị giật. FPS trung bình trên 58, nhưng mà nhiệt độ sẽ nóng hơn, khoảng tầm 43-44 độ C. Hiện tại phần mềm của hai máy thì đều sẽ có sẵn tiếng Việt nhá, cài Safe Play ok. Và cái vụ chậm thông báo thì mình thấy OnePlus đang nhỉnh hơn một chút. Đó, Realme năm nay thì cũng khá là ok rồi, nhưng mà vẫn kém hơn một chút so với cả OnePlus nha. Về pin với sạc, hai máy giống nhau luôn các bạn ơi. Pin đều sẽ là 5400 này, đi kèm với cả sạc nhanh 100W, sạc không dây là 50W. Tuy nhiên với chiếc OnePlus thì được cái sẽ có sạc ngược 10W nữa nha, cao cấp hơn một chút. Và về vân tay đi, tốc độ như nhau rồi, nhưng mà đây các bạn nhìn nhá, OnePlus cao cấp hơn, vân tay sẽ cao hơn. Chiếc Realme thì khá là thấp nha, các bạn sẽ phải với tay khá là nhiều. Cuối cùng thì mình sẽ muốn nói về camera đi. Camera chính với cả camera tele, hai chiếc máy này là như nhau, thuật toán cũng sẽ không khác nhau quá nhiều. Đây, kết quả mình chụp ra thì khá tương đồng nhau các bạn nhá, chung cảm biến mà. Camera góc siêu rộng thì khi mà chụp đủ sáng ấy, hai máy cũng sẽ không khác nhau quá nhiều. Nhưng mà đây, quan trọng là phần cứng camera góc siêu rộng của chiếc OnePlus nó sẽ cao cấp hơn, vậy nên nó sẽ quay được video các bạn nhá, trong khi em Realme thì không.
Rất tiếc, cả hai máy thì camera trước ấy đều sẽ chỉ quay 30fps mà thôi, làm laptop thì không quá ok. À, anh em đừng quên là với OnePlus chúng ta sẽ có một cái phím gạt âm lượng các bạn nhé, gạt âm thanh. Đây, phía bên trái này, ba chế độ, chuông, rung, im lặng, nó sẽ tiện hơn Roomie khá là nhiều. Rồi, tổng kết lại về hai chiếc máy này thì rõ ràng nhá, chiếc OnePlus 12 đang là một chiếc máy cao cấp hơn đúng không nào? Tuy nhiên, xét trên yếu tố là thực dụng ấy, giá rẻ, cấu hình ngon, hiệu năng chơi game thì Roomie lại đỉnh hơn các bạn nhá. Vậy thì các bạn thấy sao về hai chiếc máy này? Các bạn thích chiếc máy nào hơn? Hãy để lại comment phía bên dưới nhá. Và link mua cả hai mức giá rẻ nhất tại Mobile City mình sẽ để dưới phần mô tả cũng như bình luận của video. Giờ xin chào, bye bye.